Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của Đạo nha. Hôm nay Đạo cùng với mấy anh em tiếp tục hành trình đi câu đêm để thư giãn cuối tuần. Mời mọi người cùng với Đạo và các anh em mình đi trải nghiệm câu đêm ở trên biển hồ Trị An nha mọi người. Rồi mời mọi người cùng xem video. Mọi người xem video xin cho Đạo một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cùng tham quan cảnh biển hồ về đêm. Đó, xa xa bên kia là cầu 9QD mọi người ạ. Đó, vòng vòng đây. Ở đây có mấy cái người ta bẫy tép với tôm gì đó. Chỗ là nước sâu ấy mọi người. Nước sâu lắm á, nguy hiểm lắm á. Rớt trong đây một phát là coi như là bây giờ anh em bắt đầu chuẩn bị để xuống cần nha mọi người. Hành trang hôm nay ít người nhưng mà hành trang rất là nhiều. Có trong 2-3 tiếng nữa có đông người. Đồ câu này, rồi đồ để nát anh em ngủ nghỉ. Còn bây giờ nó bắt đầu pha chế mồi, công đoạn rất là quan trọng, công nghệ. Mọi người xem video cho Đạo xin một like và một đăng ký nhá để ủng hộ kênh. Đây là mồi đã được bào chế cám. Hôm nay anh em mình sẽ câu mồi cám, mồi tép nha. Hy vọng hôm nay sẽ chinh phục được con cá mè hôm bữa bị sảy. Cảnh chuẩn bị cái cần có vẻ chú đáo để bắt cá to này. Lên con đầu tiên rồi mọi người ơi. Xoay đèn đâu rồi? Từ từ để nó xoay đèn thôi. Chết rồi. Đây đây. Lên đi, lên đi. Trời ơi, nó to. Vợt đâu? Một em đâu, tí nữa thưởng cho chung 3 ly nhá. Đầu đàn nhá. Đầu đàn đấy, lên thì mọi người xem. Em chê đầu tiên rồi này, vàng ươm luôn này. Đấy, đã chưa? Rồi, có mồi nhá. Một em đầu tiên. Trời, nó móc xuống cái nữ câu chảy máu luôn nè. Ghê vậy. Chảy máu. Chảy máu này quay sợ bị dính. Rồi, bùng lưỡi chưa? Bùng rồi, bùng rồi. Chưa. Có chừng đấy. Ê, con nữa rồi. Chê nữa hả? Ê, đây. Lóc ui giời, mới xuống cần thôi nha. Cảnh hôm nay ngon rồi. Trời ơi, con lóc này chào bà. Chào bà luôn mọi người này. Một gang. Hai gang. Trời ơi, con lóc hai gang luôn. Ôi, con này cả ký cả nhá. Chết tôi rồi. Giờ cho nó vô trong rọ nha. Để tí nữa mình bắt đầu thịt. Ê, con này lát nó nướng mẹ nó đi. Nướng đi chứ để làm gì. Nướng con lóc luôn. Rồi, vô cẩn thận nha. Hôm nay có hàng. Quá hên rồi. Mới. Ê cái. Ê, lên rồi. To mẹ đâu. Không nổi ông con đi bật đâu. Đây nè. Đứng lên. Từ từ cảnh này, vớt cái cảnh này. Ông cầm chê lóc rồi. Cảnh nó rối lên, chê.
cái gì mà cứ rối lên vậy cánh. Có nữa rồi, thịt mẹ con này to hơn con hồi nãy luôn. Wow. Ừ, con này to gấp 3 lần con hồi nãy chung ơi. Từ xử đi nha. Kéo dài từ xử đi. Mày giờ lên anh chụp tấm hình ở trong. Mình ra đây, mày ngồi đi. Ô, nó xảy ra sao? Xảy thế nào được? Tay cầm cái vợt ra ngoài con nào. Không ra được, tao giữ rồi. Nó nốt lửa rồi, cái này nó xảy. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, râu nó sao nhiều râu vậy ta? Thế bà? Vàng ươm mà nó mập nữa chứ. Thế còn nghĩ chắc cả tí, tổ cho bé luôn. Đấy, nó lên cái đó được rồi, đúng rồi. Thật nó đâm đấy nhỉ. Nằm trong rọ này, cũng rời ra. Con này nguy hiểm lắm nha, có cái mang cái nhạnh nó can đầm phát mà mệt mỏi của nó đấy. Hôm nay có vẻ trúng mánh nha mọi người, mới xuống cần chưa được 10 phút được 3 con cá bự rồi. Anh nào cầm cái này. Cầm cái này. Không. Ừ. Nghe đang phẫu thuật cho nó. Lấy cái lưỡi đâu có vẻ khó khăn. Nó ngon nhỉ. Đấy. Bằng ươm. Bốn năm mét nước mà. Thôi đốt. Con gì vậy? Đấy, để con chơi nữa. Chơi đúng rồi. Gỡ ơi, sao nhiều vậy? Thôi giờ để cầm bay được rồi, cầm bay. Gỡ đi, gỡ đi. Lại nút nữa thôi. Trời, ngay cái nút mình tắt máy là dính luôn rồi. Nào, ừ, nút nữa. Nút nữa rồi. Học tiếp. Cây đâu nè. Đây. Trời ơi, liên tục luôn. Chết mình lấy cầm lưỡi cái nó quắt vô nó lên. Nhiều quá anh em ạ. Hôm nay có vẻ được mùa hơn rồi. Anh đạo lấy cho em cái lưới nè. Hử? Cái túi sao rồi. Đây. Cầm như nó phải tuột. Thật như ngạnh á. Trăng sáng kìa. Tắt đèn đi là nhìn thấy ánh trăng sáng luôn. Như ban ngày luôn. Đó kìa, trăng kìa. Ủa, nó có xíu xíu này nó sáng ghê. Hy vọng hai cái cần trạch nát sẽ lên được hai con trạch bự. Dịp. Từ từ vẫn đang ăn đấy. Hay hết cám rồi. Nãy dịp luôn. Đây. Đấy cần kia nhắc chưa? Hai cần. Cần nào? Cần này dễ được chạch lắm nha. Mà chạch nó nuốt luôn. Nóc mới đớp cái chủng ấy. Đây. Đi hơn thế nào trả lên được con. Không làm cần máy đi. Không có thời gian để làm, chưa kịp trở tay luôn. Cá nó bực nhanh quá. Lôi lên, cá rồi ơi. Lôi ra ngoài, tới qua tới phải. Cái cần nó ở. Con gì đây? Chê à? Lôi qua tới phải. Kéo vô cánh. Tay anh đang cầm máy quay không kéo được. Ừ, ngon này nha, đạo mới lên con chê nha mọi người. Đấy. Đẹp mắt. Xoay đèn vô cái miệng cá coi. Nhờ. Đâu có đèn kia đâu. Từ từ đi. Đèn kia phải bật lên chứ, đang tắt đèn mà. Đây, rồi. Rỡ đi.
có ngắn đúng không? Nút phao rồi, à nút lưỡi luôn. Rồi, ok. Ơi vẫn còn con tép mà. Con tép. Sới tiếp. Ui sẽ ngon rồi. Tiếp tục nào. Để anh dọn đi. Bộ cái đảo dai thật. Chỉnh ngồi lại đi. Đấy, ngon này, vừa quay mà vừa câu được cá mới giỏi. Đó, nhai được cái đảo. Rồi, ok. Đạo chuẩn bị tí nữa lên con cá khủng nha mọi người. Mọi người thả tim cho đạo để đạo lên cá khủng nha. Đấy, mọi người thấy cái phao chưa? Đấy, chờ đạo lên cá. Bây giờ anh em mình quyết định ra một cái cần máy để bắt cá khủng. Một cái phao to vậy hả? Trời. Cái phao tự chế à? Trời ơi, cái phao nó to như con cá. Thôi cái dính phao này. Khủng khiếp chưa? Cái này phải con cá 5kg mày nó lôi chỉ vào được. Cái này là cá mè khoảng 20kg thoải mái luôn. Chuẩn bị tí nó quăng nha. Cái này là cái dạ quang phát sáng á. Để mình quăng ra mình nhìn được thấy cái phao á ban đêm. Chuẩn bị ra ra cái cần câu máy này. Cái cần câu máy mà cái phao bằng con cá luôn. Cần này dính cá to luôn đấy nha. Mọi người nhìn này. Thấy chưa? Thấy nó bay chưa? Thấy. Xa ghê hồn luôn. Phải 20 mét hơn. Chỗ đó chắc là gió không bạt được đâu. Cho cái đầu cần đứng lên. Mọi người thấy cái đèn pin nào mình soi không? Đó. Cái phao nằm ngay cái đèn pin luôn đó. Đứng nó đứng này. Ồ, thấy sáng sáng không? Thấy coi chừng tí nó dính cá to nha. Thì nào thấy cái phao nó chìm là biết dính cá khủng rồi đó. Thấy quả này là quyết định chơi lớn rồi đấy. Cá mình vừa ra cái. Thấy. Ôi trời ơi to thế, vớt. Trời ơi. Mua con chê to nữa rồi. Có là nhiều chê dữ ta. Để anh mở đèn lên. Rồi, cầm lên anh chụp cho mình tấm hình này. Lại chụp nữa. Chụp đi. Dơ lên. Dơ cả cái vọt đi. Dơ lên. Rồi được rồi. Dơ lên. Được đây. Đấy. Thấy cái gì đâu, thấy cái vọt không à? Thấy con cá được rồi. Lộn. Má nó bằng hoài. Bằng ươm luôn. Thích không? Ôi thích ghê. Chưa, từ. Đạo vừa mới đi lòng vòng bờ sông kiếm được hai cái này để bẫy cá. Bây giờ anh em sẽ dọc cái lưới này ra. Và gói cái này nó thưa vậy, gói cá nó bung ra sao? Nó vô. Bắt đầu gói cám vô đây, xong bắt đầu mình sẽ cho vô đây nha mọi người. Và mình sẽ quăng xuống dưới sông, xong bắt đầu mình bẫy để coi đến sáng có được con nào không nha. Hy vọng là cái bẫy này sẽ phát huy tác dụng. Đấy, đây này, mình sẽ chui vào đây này, không ra được nữa. Đấy, hai cái nha. Hy vọng hai cái này sẽ kiếm được mớ cá. Giờ sẽ đi kiểm tra coi nó có bị rách không, tại cái này nó cũ quá rồi. Đây cái này bị như bị lủng rồi. Này đây nó phải cột lại thôi. Sửa lại để tí sửa lại vậy. Dây dù đây, nó lượm được mớ dây dù đây. Giờ phải gỡ cho một rối lắm. Mình điều đấy, đấy. Đấy đúng rồi, treo lủng lẳng đấy. Cá mùi đấy. Hy vọng sáng ngày mai kiếm được mớ cá bự. Kéo giác cái đầu cái lém nổi luôn. Đâu chơi ven bờ mới ngon chứ đưa ra giữa chứ chắc nó ăn à. Đây có cái mương này. Ừ. Mình có mùi. Đâu mình mang cái mình đặt xuống từ từ thôi.
Được rồi, bây giờ đóng cửa đàng hoàng lại rồi mình cột cái dây vào mình đi mình bẫy thôi. Đi. Từ từ chừng lọt. Đây. Chụp đây đi. Đúng rồi. Cho nổi lên một tí chứ không nó dính nó chết sao? Vô nó không có oxy đâu. Bậy không nữa. Thôi được rồi, để im đi. Ui nó nổi lên kìa, tao thấy nó là cho cục đá vào đi. Được rồi, dạo rồi chìm rồi. Được rồi, nó chỉ vậy thôi. Cột vô gốc cây đi, kệ nó đi. Giờ 10 giờ rồi, người ta chưa ngừng hát ok đó. Hát ok rồi. Ôi chỗ này cạn không? Cẩn thận đấy, sâu đấy. Hôm nay chưa thấy con rô phi nào nhỉ? Lóc với chê không? Video của Đạo đến đây cũng dài rồi. Đạo xin phép được tạm thời kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.